bình yên mà hạnh phúc. Bé chó được ông dẫn đi chơi công viên mỗi ngày. Đoạn clip đăng lên TikTok nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người nhận ra hai ông cháu đáng yêu trong đoạn clip. Bé cún trắng có tên là Sì. Ông thường hay dắt bé ra công viên chơi, cưng chiều chẳng khác gì một đứa con nít. Ông sẽ ngồi phía sau đẩy xích đu cho em, cùng ngồi bàn xoay, cùng đi dạo. Sì thì thôi khỏi nói, cũng biết vui vẻ quên trời đất, mặt lúc nào cũng ánh lên nét cười. Nhìn khung cảnh hai ông cháu mà mình cũng vui lây mọi người ạ. Ông lớn tuổi rồi, có bé là niềm vui bé nhỏ bên cạnh. Còn đối với Sì, có lẽ ông là cả một bầu trời. Cứ chiều tối hai ông cháu lại dắt nhau ra công viên chơi một xíu rồi về. Bình yên nhưng mà hạnh phúc lắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.